Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với chuyên mục Cà phê sáng. Quý vị có thể thưởng thức một tách cà phê nóng và cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Kính thưa quý vị, ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều phương ngữ đặc trưng. Và những phương ngữ này nếu như mà chúng ta không quen nghe thì cảm thấy rất là khó hiểu. Ví dụ như là có một thời người Sài Gòn gọi bưu điện là nhà dây thép, hay là đi hớt tóc người ta gọi là đi húi cua, hoặc là con tem thì người ta gọi là con cò. Và ngoài ra còn một số phương ngữ khác cũng rất là thú vị mà ngay bây giờ Ngọc Diễm và Quốc Thái sẽ chia sẻ đến quý vị. Và phương ngữ đầu tiên mà người dân phương Nam hay dùng đó là thanh minh, thanh nga. Thanh minh thì ai cũng hiểu, đó là giải thích về những điều mà người ta hiểu lầm, hiểu sai về mình, đúng không nào? Nhưng mà thanh minh, thanh nga lúc bấy giờ vào năm 1960, đó là một đoàn cải lương rất là nổi tiếng ở miền Nam. Và thanh nga chính là cô đào chính của đoàn cải lương này. Và người ta dùng từ thanh minh, thanh nga có nghĩa là thanh minh, nhưng dùng trong câu có cho đậm đà hơn, và sau dần thì thanh minh, thanh nga được dùng trong văn viết. Giống như là khi mà muốn nói ai đó là đừng có thanh minh đi nữa thì mình kêu thôi, khỏi cần thanh minh, thanh nga gì nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Thực sự mà nói, khi Ngọc Diễm lần đầu nghe câu phương ngữ này thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Tại sao người ta lại dùng múc mùi là thủy nhỉ? Nhưng mà sau đó qua vài người bạn ở miền Nam thì Ngọc Diễm mới hiểu được câu này có nội dung như sau. Cái từ múc mùa người ta dùng để chỉ một cái gì đó là vô cùng tận và không có bỏ dở. Còn từ lệ thủy do đâu mà lại được đưa vào trong câu phương ngữ? Có giả thuyết cho rằng đấy là tên của cô đào Lệ Thủy, ngày xưa vốn rất là nổi tiếng ở Sài Gòn bởi cái làn hơi vọng cổ rất là dài và da diết, cho nên là người ta cảm thấy không còn từ ngữ nào để diễn tả được cái vô cùng tận của từ múc mùa bằng từ Lệ Thủy, cho nên là từ đó cái câu múc mùa Lệ Thủy đã ra đời.